Khai thị chuyên đề 1200 đề tài của Hòa thượng Tịnh Không. Đề tài 66. Ta chỉ cần đem thứ này buông xả. Phật ở trong kinh điển Đại Tiểu Thừa đối với tham sân si nói rất nhiều. Phật dùng rất nhiều phương tiện khéo léo vì chúng ta nêu ra cảnh cáo, khuyên chúng ta phải đoạn tham sân si. Nhưng rất đáng tiếc, chỉ có số ít đồng tu chân thật có thể hiểu được. Hiểu được thì phải y giáo phụng hành. Phần nhiều đối với các đồng tu không hiểu đối với việc này. Vì sao nói họ không hiểu? Vì họ không làm được. Không làm được chính là không hiểu rõ. Có một số người nói: tôi hiểu rồi, tôi làm không được. Nói hiểu rõ rồi không làm được, lời nói này ta không thể tin tưởng. Chỉ có loại tình huống như sau: tôi hiểu rõ nhưng vẫn chưa được thấu triệt nên tôi làm không được. Vậy là thật. Cho nên sự việc này trong Phật Pháp đích thật là biết khó làm dễ. Nói tu hành trên kinh Hoa Nghiêm, hiện tại đồng tử một đời viên thành Phật Đạo. Vậy thì đâu có khó chứ, có thể thấy được hành không khó. Trên kinh Pháp Hoa nói được càng diệu hơn: Long nữ 8 tuổi thành Phật, nói rõ hành dễ. Trên kinh Đại Thừa thường nói: chúng sanh cùng với Phật khác nhau ở một niệm. Một niệm chuyển đổi lại, chúng sanh liền thành Phật. Cái niệm này chính là giác và mê. Thích Ca Mâu Ni Phật cả đời nói Pháp 49 năm, giảng kinh hơn 300 hội. Đây chính là rõ ràng tường tận nói với chúng ta biết khó. Cho nên phải dùng thời gian dài đến như vậy, làm cho bạn chân thật đem vũ trụ nhân sinh, quá khứ, hiện tại, vị lai, nhân nhân quả quả này thấu đáo một cách triệt để, hiểu được tường tận. Bạn tường tận thấu đáo rồi, liền chuyển đổi lại. Chuyển đổi thế nào? Tham, sân, si, mạn không còn nữa. Với tất cả pháp, thế và xuất thế gian, bạn sẽ không còn có tâm tham, sẽ không còn khởi tâm động niệm, cũng không còn phân biệt chấp trước. Chỉ cần bạn đem những thứ này buông xuống, bạn sẽ liền làm được Phật. Không buông xuống được thì là phàm phu. Không thể buông xuống là chưa hiểu được rõ ràng. Hiểu được rõ ràng rồi thì làm gì có đạo lý không thể buông xuống chứ. Nếu bạn muốn hỏi đã tường tận rồi thì vì sao phải buông xuống, sau khi tường tận rồi biết được không thể được, không buông xuống cũng phải buông xuống. Trên kinh Kim Cang, trên kinh Kim Cang nói được rất rõ ràng, rất tường tận: ba tâm không thể được. Bạn có thể được, không thể được, vạn pháp duyên sanh. Phàm hễ là pháp do duyên sanh thì đều không có thực thể. Cho nên ngay thể tức không, vốn không thể được. Năng đắc, sở đắc đều là không thể được. Đây là chân tướng của sự thật. Thích Ca Mâu Ni Phật
nói ra cái tình huống này đã nói hết 22 năm. Trải qua 22 năm, những học trò của Ngài mới hoắc nhiên đại ngộ. Sau đó ở trong tất cả các cảnh giới mới chân thật làm đến được không khởi tâm, không động niệm, không phân biệt, không chấp trước. Không khởi tâm động niệm, không phân biệt chấp trước mới có thể vĩnh ly ác đạo. Trải qua đời sống chân thường, trải qua đời sống giác mà không mê, trải qua đời sống của chư Phật Bồ Tát, lìa khỏi ác đạo chính là lìa khỏi không còn tạo tác nhân ác. Khi không còn tạo tác nhân ác thì quả báo của đường ác liền không còn. A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật.